bạn thần tượng Francesco Totti vì câu chuyện sướt mướt của anh tại AS Roma. Nhiều người cũng yêu Ryan Giggs vì sự trung thành với Manchester United. Hay như tình yêu của người hâm mộ dành cho Paolo Maldini khi anh dành cả sự nghiệp để phục vụ AC Milan. Đó là những ngôi sao chỉ gắn bó với một đội bóng, gạt qua mọi sự mời mọc để toàn tâm toàn ý vì tình yêu của bản thân. Nếu xét ở khía cạnh One Club Band nói trên, thì nhân vật mà chúng tôi nói tới trong video ngày hôm nay không được xếp vào hàng ngũ đó. Nhưng về ý nghĩa sâu xa của khái niệm One Club Man là tình yêu, sự chung thủy với một đội bóng thì Alan Shearer không hề kém bất cứ ai, nếu không muốn nói là còn hơn vậy. Giggs, Maldini, Calespion, Francesco Totti cả đời phục vụ đội bóng thân yêu của họ và đổi lại, họ có được những danh hiệu lớn, xứng đáng với sự đóng góp. Alan Shearer thì lại khác, ông yêu Newcastle vì đội bóng này mà sẵn sàng bỏ qua sự quan tâm từ Manchester United, Liverpool, Barcelona, Inter Milan và Juventus để ở lại với chiếc chòe. Đổi lại Shearer được gì? Một bản CV hoàn toàn trắng danh hiệu. Chiếc cúp duy nhất mà ông có được trong sự nghiệp là lần vô địch Premier League năm 1995 trong màu áo Blackburn Rovers. Khá nhiều bạn sẽ giật mình tưởng đùa phải không nào? Nhưng cả sự nghiệp lừng lẫy của vua phá lưới mọi thời đại Ngoại hạng Anh chỉ có đúng một danh hiệu tập thể. Những người yêu quý ông chắc chắn đều từng ước giá mà Shearer chuyển sang MU thì có lẽ sự nghiệp của cựu đội trưởng đội tuyển Anh sẽ vẻ vang hơn nhiều. Sir Alex Ferguson từng hai lần thất bại trong việc đưa Alan Shearer về Old Trafford. Shearer cũng từng nghĩ về viễn cảnh trở thành đồng đội của Cantona, Ryan Giggs tung hoành trong màu áo đỏ, thống trị nước Anh và giành vinh quang châu Âu. Nhưng tình yêu với Newcastle lớn hơn tất cả mọi thứ. Hãy nghe Shearer nói về sự tự hào đó khi được hỏi rằng có hối tiếc khi không rời đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh hay không. Newcastle là nơi mà tôi được sống với giấc mơ của đời mình. Tôi đã mặc chiếc áo số 9 và ghi bàn cho câu lạc bộ mà mình yêu thích. Đồng thời, có được kỷ lục và một bức tượng. Làm sao tôi có thể hối hận? Khi tôi nhìn vào những gì mình đã có, tôi không ngồi và tự nhủ: Chúa ơi, mình không giành được danh hiệu nào cả. Tôi luôn nghĩ rằng mình đã may mắn làm sao. 260 bàn thắng cho tới nay vẫn là kỷ lục có lẽ rất lâu nữa mới bị xô đổ trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Chỉ Shearer và người đứng thứ nhì là Wayne Rooney cho tới nay mới cán mốc 200 bàn thắng trong lịch sử Premier League. Top 10 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh hiện nay chỉ còn 3 cầu thủ còn đang thi đấu là Sergio Aguero, Jermaine Defoe và Harry Kane. Sergio Aguero kém Shearer 80 bàn, Defoe cách tiền bối 98 lần phá lưới nhưng đã không còn chơi ở Premier League. Còn Harry Kane hiện cách kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại nước Anh tới 104 bàn. Top 10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, trừ Shearer, tất cả đều đã và đang chơi cho các đội bóng thuộc nhóm Big Six hiện tại. Nói vậy để thấy Alan Shearer vĩ đại thế nào. Newcastle của ông chỉ hay nhất là cạnh tranh chức vô địch trong đúng một mùa giải 1996-1997, cùng một lần về thứ 3 ở mùa bóng 2002-2003. Còn lại, họ đều quẩn quanh với vị trí nhóm giữa bảng xếp hạng, thậm chí còn có vài năm cạnh tranh trụ hạng. Tại một đội bóng chẳng mấy xuất sắc như vậy, kỳ tích của Alan Shearer thực sự đáng ngưỡng mộ. Shearer sinh ra ở Newcastle vào ngày 13 tháng 8 năm 1970. Hồi nhỏ, trong sổ học bạ của ông tại trường trung học Woodford luôn có dòng chữ rất hiếu động. Chân sút vĩ đại người Anh được Jack Hewson, tuyển trạch viên nổi tiếng ở Đông Bắc phát hiện. Shearer đã ký hợp đồng với Southampton sau khi thử việc tại Newcastle United, câu lạc bộ mà ông yêu mến. Shearer có trận ra mắt đội một Southampton trước Arsenal khi mới 17 tuổi 240 ngày. Và ngay trong ngày chào sân, ông đã ghi một hat-trick để trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này tại hạng đấu cao nhất nước Anh, sô đổ kỷ lục của Jimmy Graves 30 năm trước đó. Vào mùa hè năm 1992, ông chuyển đến Blackburn Rovers với giá 3,6 triệu bảng, một kỷ lục chuyển nhượng tại Anh lúc bấy giờ. Khoảng thời gian ở Ewood Park, Shearer ghi được 31, 34 và 31 bàn thắng trong 3 mùa giải liên tiếp. Ngay trong mùa giải đầu tiên, ông đã giúp một câu lạc bộ vừa thăng hạng nhờ tấm vé playoff về đích ở vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh, sau đó là ngôi Á quân và rồi trở thành nhà vô địch. Đó cũng là danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp của chân sút đã ghi tới 260 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Năm 1996, Shearer được trở về với giấc mơ khi ông lập kỷ lục chuyển nhượng thế giới đến Newcastle với giá 15 triệu bảng. Blackburn từng đề nghị Alan Shearer làm huấn luyện viên đội 1 khi mới 25 tuổi, như một cách để giữ chân tiền đạo xuất sắc nhất nước Anh, nhưng bất thành. Tại St James Park, Alan Shearer được chơi bóng đúng với tình yêu cuộc đời. Đáng tiếc là ông chẳng có gì ngoài một lần về nhì ở Premier League và hai lần thất bại ở chung kết FA Cup. Trước khi giải nghệ, Shearer đã vượt qua Jackie Minburn để trở thành tay săn bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Newcastle. Ông có 63 lần khoác áo đội tuyển Anh và ghi được 30 bàn thắng. Các thành tích tập thể đều ngoảnh mặt, nên sự xuất sắc của Shearer thì không hề bị phủ nhận. Ông có 3 lần giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh,
một lần được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp và một lần do các nhà báo bình chọn. Một chiếc giày vàng Euro 1996. Cũng trong năm 1996, Sierra đứng thứ 3 trong cuộc đua cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA sau Ronaldo và George Weah. Đó là những thứ tôi vừa liệt kê về thành tích của Alan Shearer. Chắc hẳn anh em thấy quá tầm thường phải không nào? Nếu so về danh hiệu, Shearer còn thua cả Raymond van der Gaal, thủ môn dự bị của Manchester United giai đoạn cuối thập niên 90 thế kỷ trước. Dĩ nhiên, nói vậy để làm nổi bật thêm sự danh tiếng của Shearer mà thôi, chứ không có ý so sánh gì đâu nha mấy bạn. Người ta nói rằng nếu Alan Shearer thi đấu trong thời đại này, sẽ chẳng ai thèm để ý tới ông. Một cầu thủ quá ít chiêu trò, một tiền đạo chỉ biết giơ tay lên trời chạy ăn mừng một cách nhạt nhẽo. Vậy nhưng, cứ mỗi khi ông thực hiện động tác này, thì các thủ môn ở Premier League đều thực sự kinh hãi. Nếu có một cầu thủ mà bàn thắng được coi như lẽ sống, thì chắc chắn đó là Alan Shearer. Hãy nghe ông chia sẻ về sở thích nghiện ghi bàn. Cảm giác, sự phấn khích, đó là cơn sốt adrenaline điên cuồng. Ghi bàn không dễ, đó là điều khó nhất trong bóng đá. Vì vậy, khi bạn làm điều đó một lần và sau đó lặp lại nhiều lần nữa, nó sẽ trở thành một thói quen và sự dồn dập adrenaline giống như một loại ma túy. Các pha lập công không những chỉ là đam mê, mà còn là thứ duy nhất để người hâm mộ thấy được sự vĩ đại mà Shearer đã thể hiện. Cả sự nghiệp của Alan Shearer đều gắn bó với ngoại hạng Anh. Mọi tinh hoa của ông đều dành hết cho bóng đá Anh, và Alan Shearer cũng là mẫu tiền đạo người Anh điển hình. Dứt điểm uy lực, đánh đầu giỏi, càn lướt tốt, mạnh mẽ như một chiến binh. 260 bàn thắng của Alan Shearer tại Premier League có rất nhiều lần lập công để cứu Newcastle khỏi xuống hạng. Chẳng ở nơi đâu trên thế giới, một chân sút xuất chúng lại phải gồng mình để gánh một đội bóng chỉ có tham vọng trụ hạng. Không một tài năng danh giá nào lại gắn bó tới 10 năm với câu lạc bộ, chỉ giúp bản thân cầu thủ đó có được một thứ duy nhất là tình yêu. Nhưng chính điều đó lại tôn thêm giá trị của Alan Shearer. Phàm là con người lại có năng lực đặc biệt, ai mà chẳng muốn có cho riêng mình những chiến công chói lọi, sự lấp lánh của tiền tài danh vọng. Nhưng Shearer thì chẳng cần những thứ đó, hoặc có thể muốn nhưng không lớn bằng tình cảm dành cho Newcastle. Thiếu danh hiệu có phải là tiếc nuối lớn nhất của anh không? Một phóng viên hỏi Shearer, và hãy nghe ông đáp lại như sau. Không, điều duy nhất tôi muốn thay đổi là chấn thương của mình, nhưng tôi lại không thể làm được điều gì về vấn đề này. Tôi đã bỏ lỡ khoảng 3 năm đỉnh cao. Tôi sẽ được đảm bảo khá nhiều để giành được các danh hiệu tại Manchester United. Nhưng tôi muốn đến Newcastle vì nhiều lý do, một trong số đó là giành chiến thắng. Chúng tôi đã cố gắng, chúng tôi đã nỗ lực, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đó là cuộc sống, nhưng tôi không hối hận. Bạn có thể cho rằng Shearer nói xạo vì chẳng ai muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Nhưng tôi thì tin Alan. Một người đàn ông đậm chất hiệp sĩ Anh quốc như Shearer sẽ không bao giờ dối lòng. Một chiến binh trên sân cỏ như Shearer thì đầu hàng, tiếc nuối không bao giờ có trong từ điển sống. Và con người đó chỉ biết ra sân, tận hiến, ghi bàn. 10 năm cống hiến cho màu áo sọc trắng đen thân yêu, chưa một lần nào người ta được nghe thông tin về việc Shearer có mong muốn ra đi. Sự cống hiến của ông cho Newcastle là quá đủ để nếu có màn chia tay sang một đội bóng lớn hơn, người hâm mộ ở St. James Park cũng chẳng có lý do nào để hận thù người đội trưởng vĩ đại. Nhưng cao hơn cả mọi chiếc cúp, Shearer quyết ở lại để chiến đấu cùng đội bóng thân yêu. Ông muốn giúp họ giành các danh hiệu, chỉ có điều lực bất tòng tâm. Một mình Shearer không thể đưa Newcastle lên đỉnh cao danh vọng. Mặc dù vậy, lịch sử Premier League sẽ mãi tôn vinh Alan Shearer với tư cách chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại. Kỳ tích 260 bàn thắng của ông vẫn sừng sững đứng đó thách thức thời gian và là ước mơ của mọi kẻ hậu bối. Shearer không cần những danh hiệu lớn, bởi bản lĩnh cùng cái chất trong con người ông còn lớn hơn tất thảy. Ngoại hạng Anh vẫn đang chinh phục khán giả toàn cầu vì tính cống hiến, vẫn là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh thông qua bóng đá tấn công. Nhưng người đứng trên đỉnh về số bàn thắng của giải đấu chỉ là một cầu thủ chơi bóng cho câu lạc bộ từng xuống hạng 3 vào năm 2017 và đội bóng luôn vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng nhiều năm qua. Alan Shearer thật đặc biệt.